Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái kinh nghiệm, một số những cái phần mềm, một số những cái thủ thuật nhỏ để các bạn có thể chụp ảnh đẹp và có những cái tấm hình xuất sắc để các bạn đăng lên Facebook cá nhân hoặc là fanpage, đúng không? Thì đầu tiên thì các bạn chụp ảnh thì các bạn cần lưu ý, thứ nhất là về bố cục. Bố cục ở đây tức là gì? Cái cách mà các bạn sắp xếp các cái vật dụng ở trong cái sản phẩm của mình. Đấy. Thứ hai là các bạn quan tâm đến ánh sáng. Thì khi chụp ảnh, muốn chụp ảnh đẹp thì chúng ta phải có nhiều ánh sáng. Cho nên là ví dụ những lúc 9-10 giờ sáng trời nắng ấy, thì các bạn mang ra ngoài các bạn chụp ảnh sản phẩm quần áo, các bạn mặc vào sau đó các bạn chụp rất là đẹp. Thứ ba nữa là các bạn phải quan tâm đến camera, tức là cái máy đấy nó chụp cấu hình nó có cao hay không. iPhone hay là Samsung đời cao hay là những cái máy mà máy ảnh chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thậm chí các bạn có thể đi thuê người ta chụp rất là cầu kỳ. Sau đó người ta còn phải cắt cúp, chỉnh sửa rồi thì gắn logo vào, chèn thêm số điện thoại vân vân. Đó. Thế thì ở trên điện thoại thì các bạn có thấy rằng là có rất là nhiều các ứng dụng. Rất là nhiều các ứng dụng. Đầu tiên là các bạn vào cái phần app để các bạn cài, đúng không? Các bạn search là ví dụ như là photo đi. Các bạn search từ khóa photo, tức là cái từ khóa liên quan đến hình ảnh. Hoặc là tiếng Việt các bạn search là ảnh. Đấy. Thì nó sẽ ra rất nhiều các cái ứng dụng khác nhau. Ví dụ như Google Photo là để lưu này, đúng không? Photo Wonder này. Đấy. PicsArt thì một trong những cái phần mềm mà tôi gợi ý cho các bạn đấy là phần mềm PicsArt. Pics nó cũng là bức ảnh. Pics ở đây là picture. Đúng không ạ? Vâng, PicsArt Photo đó. Rồi thì các bạn có thể cài Photoshop dành cho bản điện thoại di động cũng rất là hay. Phần mềm B612 là cái phần mềm mà chụp ảnh cũng rất là đẹp, nhất là ảnh chân dung. Ngoài ra thì nói thật với các anh chị là cũng có rất là nhiều phần mềm, thì tùy vào cái sở thích, thói quen của anh chị, các anh chị có thể dùng. Và thứ hai nữa là các anh chị nên sử dụng các bản trả phí nếu có điều kiện. Mỗi tháng mình trả người ta vài đô, tất nhiên là free được là tốt, đúng không? Nhưng mà thường thì các bản trả phí thì nó cũng sẽ có nhiều tính năng hơn. Thế trong trường hợp này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái phần mềm là PicsArt và Canva. Thì hai phần mềm tôi đã cài sẵn rồi. Nếu mà không biết cài thì các bạn tải vào đây, các bạn tìm PicsArt, ok, enter một cái. Nó ra cái phần mềm này, bấm nút tải về. Tiếp tục, đấy là Canva. Canva hay còn gọi là cần vả, cần vá gì đấy. Đấy, vui đấy. Đây, tải về. Ok. Thế sau đó thì bây giờ ta sẽ sử dụng vào PicsArt. Thì khi đăng nhập vào PicsArt thì nó sẽ đòi hỏi là mình đăng nhập bằng email hoặc đăng nhập bằng Facebook. Thì các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook theo hướng dẫn của tôi nhé, theo hướng dẫn của tôi đó. Hoặc là các bạn sign up, tức là đăng ký bằng một cái email của các bạn. Sau đó thì các bạn vào, các bạn sử dụng bình thường. Và nếu như là nó có cái phần mà nó hiện ra báo là trả phí mấy trăm nghìn ấy, thì mình tắt nó đi. Mình vào cái phần mềm dùng miễn phí thôi và chấp nhận xem quảng cáo một chút, đúng không? Thế vừa nãy tôi có nói về cái chuyện là một cái bức hình như thế nào đẹp, thì đây chính là một cái bức hình đẹp. Các bạn nhìn thấy cái bố cục của nó rất là cân đối, đúng không ạ? Đây có một cái lá, đây nó có một cái màu hồng, đây là một cái ghế người ta cắt, người ta tạo ra những cái màu sắc cũng như là cái lát cắt, những cái bố cục rất là đẹp. Thì ý tôi muốn nói là các bạn phải có những cái sự trang trí, có những cái sự suy nghĩ rất là đầu tư, rất là kỹ về bố cục như vậy đó. Khi mà chúng ta chụp ảnh sản phẩm, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta cũng kết hợp với các ứng dụng nữa. Đấy, ví dụ đây các bạn nhìn thấy này, người ta chụp ảnh sản phẩm giày chẳng hạn, sau đó thì các bạn có thể cho thêm cái text, tức là cái phần chữ viết là giảm giá 30%, 40% gì đó, đúng không? Rất là hay. Đấy, tương tự như vậy có rất nhiều các cái bức hình các bạn chụp lên trông rất là hấp dẫn. Rồi, nó hướng dẫn chúng ta làm lại, chúng ta phải crop cho chúng ta cho thêm các cái object khác, các cái thông điệp vào. Thì cái phần mềm này nó cho phép chúng ta làm được như vậy. Đó, dâu tây đúng không, cắt ra, các bạn chụp cả đĩa chưa chắc đã đẹp. Chụp 1/3, 1/4 như này thì nó rất là đẹp. Sau các bạn chỉnh sửa vào, ok. Rồi, thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sơ bộ, các bạn sẽ rất là nhanh thôi. Tôi chỉ hướng dẫn sơ bộ. Ví dụ như là tôi sẽ hướng dẫn các bạn chụp một cái ảnh sản phẩm, sau đó thì các bạn gắn logo vào để tránh việc người khác người ta lấy cắp. Rồi thì bây giờ chẳng hạn đây là cái ảnh sản phẩm của tôi giới thiệu ba cuốn sách này, đúng không? Thế sau đó thì tôi có thể gắn logo vào. Thì muốn gắn được logo thì các bạn phải dùng ảnh có định dạng là PNG.
nhá. Nếu mà ai mà là dân làm ảnh thì sẽ hiểu ngay. Đây tôi vừa làm một cái logo cho khách hàng. Tôi vừa làm một cái logo cho khách hàng của tôi. Đấy, thì cái logo này là logo có chữ M đấy. Các bạn đưa vào thì cái nền nó trong. Cái nền nó trong đúng không ạ? Đó, ví dụ các bạn có thể làm border cho nó sáng lên. Thì khi cái đấy các bạn đính vào đấy thì người ta sẽ không lấy được ảnh của mình, hoặc là lấy ảnh của mình nó gắn cái logo người ta phải cắt đi, hoặc là các bạn cho vào giữa. Đấy, các bạn cho vào giữa, tôi giả sử thế, đúng không? Đấy, hoặc là các bạn có thể thêm những cái phần liên quan đến text. Các bạn có thể thêm những cái phần liên quan đến text vào. À, text. Đấy, ví dụ như các bạn cho vào đây là số điện thoại 0989 623 888. Ok. Enter. Rồi, cho nó bé lại một xíu để lên trên. À. Ok, apply. Đấy. Kiểu như thế, đúng không? Chúng ta có làm đơn giản như thế, sau đó chúng ta sẽ xuất ảnh ra. Ở đây chúng ta chưa dùng chỉnh sửa màu, công cụ tăng sáng, tăng tối, thêm ngôi sao, thêm hình này hình kia vào, tôi giả sử thế. Sau đấy thì các bạn có thể là xuất ảnh ra, sau đó thì các bạn làm thêm những cái hiệu ứng. Tất nhiên là tùy nhá, tôi cũng không nói là chúng ta lạm dụng. Làm sao trông cho nó hay hay nha. Đấy, phần mềm bây giờ nó cho phép chúng ta. Đấy, ok, trông cũng được đấy nhỉ. Rồi xong, xuất ảnh ra. Rồi đây này, nó ra cái bảng này này. Đấy, nó muốn mình mua đấy, nó muốn mình mua đấy. Một nửa năm có 300 nghìn không mua. Rồi next, xong. Đấy, mình xuất ảnh ra, đẹp hơn, lung linh, gắn logo. Rồi mình xếp về file hoặc là mình post Facebook luôn. Đấy, ok, cái này là quảng cáo tắt đi. Đấy, mình có thể post Instagram, post Facebook vân vân, gửi tin nhắn. Tương tự như vậy, các bạn có thể sử dụng phần mềm Canva. Phần mềm Canva là một cái phần mềm cũng rất là chuyên nghiệp nếu mà các bạn dùng trên điện thoại di động. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng là đây, tôi sẽ đăng nhập bằng email Phan Anh. Rồi, đấy tôi đã vào cái phần mềm Canva của tôi. Đấy, thì tôi thường hay sử dụng phần mềm này trên máy tính. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách làm, đúng không? Ở đây các bạn cũng làm giống cái PicArt kia nhưng mà nó còn chuyên nghiệp hơn nữa. Các bạn có thể sử dụng các cái bức hình đây, tôi đã làm đây. Rất nhiều các bức hình tôi đã làm như này. Trông rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể thêm text, rồi thêm ảnh, thêm các cái đồ họa, thêm các cái bố cục, vân vân, rất là hay. Đấy, ví dụ các bạn thấy không? Rồi các bạn chỉnh sửa. À, đấy, đây này. Đấy. Đấy, tôi ví dụ thế thôi, chứ còn đương nhiên chúng ta sẽ không làm như vậy, đúng không? Rồi. Thì đây là cách chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta cũng có thể thêm những cái bố cục khác, rồi những cái phần hình hình họa về text rất là đẹp trong Canva như thế này nhá. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này để làm. Đây là tôi đã có rất là nhiều các hình ảnh tôi làm sẵn ở đây cho các bạn xem. Đấy, rất là đẹp. Mỗi một lần tôi hướng dẫn cho học viên thì tôi đều dùng cái phần mềm này. Đấy, thậm chí đây, cái phần mềm này có thể tạo được ra những bức hình rất là đẹp như thế này. Tôi đã làm ở trên này bằng cách là mình đưa ảnh vào, xong đó mình gắn logo, mình gắn text vào, thế là xong. Và khi chụp ảnh thì đưa lên hãy trau chuốt, hãy gắn logo vào để tránh cái việc bị mất cắp, đúng không ạ? Khẳng định uy tín thương hiệu của chúng ta. Và mỗi một bức hình chúng ta đưa lên đều phải có mục đích, đều phải có ý nghĩa. Trên Facebook, trên fanpage, thậm chí chúng ta có thể quay video bằng điện thoại di động và sau đó chúng ta lại dùng phần mềm biên tập video nữa. Thì trên thị trường bây giờ cũng có rất 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 nhiều các cái phần mềm biên tập video để các bạn có thể sử dụng. Rồi, cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.